mọi người ạ. Hello mọi người nha, hôm nay em sẽ xả hàng ở bên cơ sở Ao Sen nhá. Xong rồi sẽ like rất nhiều mẫu áo len, áo nỉ với cả áo khoác ở tại cơ sở Ao Sen luôn ạ. Mọi người ai đang xem thì comment cho em biết là đang xem nhá. Ai đang xem thì comment cho em biết đang xem đi ạ. Với cả hôm nay ở bên Ao Sen nhá, ở bên cơ sở Ao Sen mỗi mẫu hè chỉ còn duy nhất một cái. Em sẽ sell nốt 25% trên một sản phẩm nhá. Em chào chị Mập ạ. Mọi người share like cho em đi ạ. Chào chị Tu Thê Chân ạ. Thu Tê Chân. Mọi người share live stream và 5 nhóm mới được nhận áo không đồng nhá. Mọi người share và 5 nhóm mới được nhận áo không đồng. Trước tiên là em sẽ chơi mini game để tặng áo không đồng cho mọi người. Set em đang mặc hiện tại chỉ còn duy nhất một set nhá. Đang được sale 25% là còn là bao nhiêu rồi chị nhỉ? Là còn 165.000 một set này thôi nhá. Đây là hàng Quảng Châu đấy ạ. Set đang mặc đang được sale 25%. Hiện tại là hàng hè ở bên cơ sở này sẽ được sale 25% nhá. Mọi người share livestream cho em vào 5 nhóm nhá. Share livestream vào 5 nhóm mới được nhận áo không đồng. Lên 150 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game để tặng áo không đồng cho mọi người. Ok, em sẽ xả nốt mấy mẫu hàng hè rồi em sẽ qua mẫu len, mẫu nỉ nhá. Với cả rất nhiều áo khoác mọi người đừng rời livestream nhá. Set em đang mặc tầm dưới 58 cân đổ lại ạ. Ở đằng sau chân váy là cạp chun nhá, thế nên là mọi người không sợ bị chật đâu ạ. Set này sẽ hàng Quảng Châu nhá, cam kết cho đẹp luôn cho mọi người. Mọi người share livestream vào 5 nhóm nhá, em sẽ tặng cho mọi người áo trễ vai. Áo trễ vai hiện tại cũng còn hai cái, một cái tặng nhá, một cái tặng với cả một cái bán. Mọi người share livestream vào 5 nhóm giúp em đi ạ. Lên 150 người share sẽ bắt đầu chơi mini game nhá. Cao mét 6 ở đây, em cao mét 6 nhá. Em cao mét 6 mặc như này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Cao mét 6 mặc gọi là gì ạ? Qua gối một tí. Qua gối một tí nhá. Dưới 58 cân mặc vừa. Mọi người ai đã chia sẻ rồi thì comment cho em biết là đã chia sẻ nhá. Xong rồi sẽ chơi mini game rồi sẽ xả nốt hàng hè. Xả sell 25% nhá. Sell 25% trên một sản phẩm. Em sẽ tặng áo trễ vai luôn cho mọi người này. Sẽ tặng cho mọi người áo trễ vai chấm bi nhá. Mọi người share đi. Chơi mini game này. Chẳng may mình lại trúng một cái áo. Chào chị Nhi Nguyệt ạ. Chị quên điện thoại không? Thôi giờ em chơi mini game ạ nhá. Mọi người share vào 5 nhóm nhá. Đẩy view lên cho em lên 150 người ạ. Set đang mặc là được sale 25% là còn 165.000 nhá. Set sale là còn 165.000, giá gốc là 220.000. À em đang cầm là áo 2 dây nhá. Chị Mập lấy set này ok ạ. Chị Mập lấy set đang mặc. Ok nhá, em cho set đang mặc cho chị Mập nhá. À tí nữa em sẽ like lên luôn cho mọi người ạ. Tí nữa em sẽ like lên luôn cho mọi người nhá. Vâng, ok, bây giờ em sẽ chơi mini game để tặng áo trễ vai cho mọi người luôn này. Em sẽ tặng luôn áo trễ vai chấm bi này cho mọi người nhá. Đây, trên tay em là một tờ tiền. Mọi người sẽ đoán số cuối của hai tờ tiền nhá. Và em sẽ cho mọi người một gợi ý. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 70 cho đến 100 nhá. Cho gần một tí cho mọi người đoán cho nhanh. À hiện tại xem đang mặc hết rồi nhá, bởi vì chỉ có duy nhất một set mà đã có người lấy rồi ạ. Mọi người tí nữa em sẽ like hàng hè xả nốt, mọi người chọn mẫu khác nhá. Em sẽ cho mọi người gợi ý này, đây là một con số nằm trong khoảng từ 70 đến 100 nhá. Mọi người comment và mọi người nhớ chia sẻ cho em hai lượt comment tư và một lượt chia sẻ nhá. Nếu mọi người chia sẻ 5 lần ý ạ thì mọi người sẽ được đoán 10 lần. Còn nếu mà ai đoán hơn thì mọi người nhớ là chia sẻ thêm cho em. 93 sai nhá, 82 sai ạ. 87 sai. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 70 cho đến 100 nhá, từ 70 cho đến 100. Và là 79 sai nhá, em sẽ đọc ở đây cho nó gần.
86 size ạ. 93 size này, 95 size, 96 size, 90 size. Mọi người nhớ là chia sẻ đầy đủ cho em nhé, chia sẻ đầy đủ các bước. Nếu mà ai mà không chia sẻ đủ ạ, mà vẫn đoàn trùng số thì vẫn không được tính đâu ạ. 96 size, 64 size, 71, 98 size ạ, 77 size nha. Vẫn chưa có ai comment đúng cả mọi người. Comment nhanh nhanh lên đi ạ. 64 là ngoài số, ngoài gợi ý mất rồi. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 70 cho đến 100 nha mọi người, là trong khoảng từ 70 cho đến 100. 77 size này, 79 size, 89 size, 98 size, 74 size ạ, 94 đúng rồi nhá. 94 đúng rồi này. Mọi người đã có một chị comment rất nhanh. Đúng, đây nhá, đây là con số 94 ạ. 94 nhá. Đây là con số 94 này. Em đã nhìn thấy chị đầu tiên này, xin chúc mừng chị Ngọc Anh không giấu nhá, chị Ngọc Anh này. Chị Ngọc Anh không giấu, em sẽ tặng áo trễ vai này cho chị. Và em và chị chụp ảnh cáp lại màn hình và inbox cho em nhá. Xong rồi em sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ của chị xem có chia sẻ đủ không thì em sẽ gửi tặng cho chị một cái áo này. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ xả nốt hàng hè nhá. Cái áo này bao nhiêu? Áo này có một cái. Áo này còn một cái, sẽ bán luôn một cái này. Mọi người ơi, đã có một chị trả lời đúng rồi nhá. Áo trễ vai này. Áo trễ vai kèm khăn tu ban nhá. Em sẽ xả luôn cái mẫu này thì sẽ không mặc. 120. 120 mình xem 20. Mọi người ơi, đừng comment nữa ạ. Đừng comment đoàn số nữa nhá. Bây giờ em sẽ like hàng mới rồi nhá. Chị Minh Thanh, bây giờ em mới nhìn thấy chị Minh Thanh ý. Ok, áo trễ vai này. Áo trễ vai màu vàng nhá. Đang được sale 25% là còn 90.000. Trễ vai tay lỡ, không có trễ vai tay lỡ đâu ạ. Là còn 90.000 nhá. 90.000 một cái này. Cái này kèm theo cả khăn tu ban cho mọi người luôn nhá. Giá là 90k, ai lấy áo này thì comment cho em là 90 kèm số điện thoại. 90k kèm số điện thoại nhá. Chị Phượng Xuân lấy một cái áo trễ vai vàng này, ok này. Mỗi mẫu chỉ còn một cái thôi ạ. Thế nên là mọi người ai chốt nhanh thì em sẽ để, em sẽ chốt cho người ý nhá. Còn một cái áo trễ vai màu xanh 115 nữa. Một áo trễ vai màu xanh này. Váy dài đến gối còn nhá, còn nhá tí em sẽ like. Còn một áo trễ vai lá màu xanh than nhá, với cả một áo màu vàng. Với cả một áo màu vàng. Sale 25% còn 86k nhá. Thôi 85 luôn đi. Sale 25% còn 85.000 một cái này. Trễ vai màu vàng với cả trễ vai màu xanh nhá. Cái này là chất vải thô. Chất vải thô rất là đẹp. Váy bầu, có váy bầu tí nữa em sẽ like váy len cho mọi người nhá. Chân váy thì hiện tại ở shop em không có chân váy đâu ạ. Trễ vai này có giá là 85.000 này. Mọi người ai lấy thì comment cho em là 85 kèm màu nhá. Có hai màu, mỗi màu chỉ có duy nhất một cái thôi ạ. 85 kèm màu này, xanh. Xanh với cả vàng nhá. 60 cân, 60 cân chị cao 1m bao nhiêu ạ? 60 cân. Cái này là cũng co giãn. Nếu mà chị cao tầm trên 1m6 thì vừa đấy ạ. Không biết có vừa không nhỉ? Cái vàng kia rộng hơn cái xanh nhá. Địa chỉ shop ở số 2 A Sen nhá. Em sẽ thay mẫu khác cho mọi người, bởi vì mẫu em đang mặc hết rồi. Chị ơi.
Em đã mặc hết rồi, em sẽ thay sang màu khác cho mọi người chọn nhá. Đây là mẫu váy Chanel này. Em qua mẫu váy Chanel nhá, chất cotton cũng còn duy nhất một cái. Sale 25% là còn 75.000 nhá. Sale 25% là còn 75.000. Like váy ok, ok em sẽ like váy nhá. À, chân váy bò có chị không đúng không? Một cái. Chân váy bò có một cái á. Váy em đang mặc có giá là 75.000, mọi người ai lấy thì comment cho em là 75 kèm số điện thoại nhá. 75 kèm số điện thoại, em cao 1m6 nhá. 1m6 nặng 47 cân. Cái mẫu này tầm dưới 55 cân đổ lại. Dưới 55 cân đổ lại nhá, giá là 75.000. Giá là 75.000 một cái, chất cotton nhá. Còn một cái ai lấy thì chốt cho em là 75 kèm số điện thoại. Chân váy bò, chân váy bò đâu chị? Cái đầu tiên đây nhá, nhà em có duy nhất một cái chân váy bò kiểu này. Kiểu tà váy nó như thế này nhá. Nhưng mà nhìn cái này, nhìn kiểu mình mặc lên chân nó sẽ dài hơn nhá. Cái này còn duy nhất một cái thôi. Cái này bao nhiêu vậy? Chân váy bò này là size XL. Nhưng mà chắc là cái này chỉ tầm size L thôi ạ. Cái này sale là còn 98.000 nhá. Chân váy bò này sale là còn 98.000, chất cực kỳ đẹp, chất bò rất là dày dặn. Sale còn 98k. Ai lấy comment cho em là 98 kèm số điện thoại nhá. Ai lấy chân váy comment cho em là 98 kèm số điện thoại. Cái này mọi người mix với cả áo phông hay là áo hai dây các kiểu, nói chung là mặc áo gì cũng rất là đẹp. Giá là 98.000 nhá. 85 màu trắng là màu vàng. 85 màu vàng. Chị Duyên Nguyễn lấy áo trễ vai đúng không ạ? Nếu mà chị lấy thì để lại cho em xin số điện thoại nhá. Mọi người lấy là nhớ cắt mừng cho em theo đúng cú pháp là 85 kèm số điện thoại. Em cao 1m6 ạ. Em cao 1m6, 47 cân nhá. Cái mẫu em đang mặc có giá là chỉ sale là còn 75.000 thôi. Nếu mà ai lấy thì chốt cho em là 75 kèm số điện thoại nhá. Ai mà thấp thấp hơn một tí mặc nó sẽ dài hơn, nó sẽ không kiểu không ngắn mấy. Mình mặc hơi ngắn một tí. Đây nhá, chất cực kỳ đẹp luôn này. Có ai lấy mẫu này không? Không thì em sẽ qua mẫu khác nhá. Giá là 75.000. Và em đang mặc giá 75.000 nhá. Mọi người ai lấy thì để comment lại cho em nhé, sẽ qua mẫu khác luôn. Vâng ạ, đợi em xả nốt chỉ còn 2 mẫu váy nữa thôi rồi em sẽ qua mẫu len cho mọi người nhá. Còn 2 mẫu váy em mặc nốt 2 mẫu váy. Đây nhá, em qua tiếp mẫu váy cánh tiên này. Mẫu váy cánh tiên màu vàng, kiểu màu vàng vàng này rất là đẹp, không phải màu vàng chóe đâu ạ. Hàng hè bệt vai còn không vậy? Là hàng bệt vai là hàng. Bệt vai là áo trễ vai hả chị? Đây nhá, váy cánh tiên này. Váy cánh tiên em đang mặc có giá sale là 110 ạ. 113. Có giá sale là 113.000. Thôi 110.000 luôn nhá. Có giá sale là 110.000 này.
Ai lấy thì comment cho em là 110 kèm số điện thoại. Đây nhá, chất cực kỳ đẹp. Đây là váy váy cánh tiên này là hàng Quảng Châu nhá. Cánh tiên rất là đẹp này. Mẫu này tầm dưới 58 cân đổ lại. 58 cân đổ lại nhá. Áo trễ vai đi ạ. Áo trễ vai hiện tại còn 2 màu nhá. Còn 2 màu, áo này có giá 85.000. Váy cánh tiên chị Tòng Thảo Nguyên lấy ạ. Ok ạ. Đây nhá. Áo trễ vai đây, màu xanh đây với cả màu vàng nhá. Mỗi màu còn duy nhất một cái. Giá là 85k một cái nhá. Bình thường là 115.000 đấy ạ. Cái này chất thô rất là đẹp luôn. Giá 85.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em là 85k kèm số điện thoại. Ok em chưa, chị Tòng Thảo Nguyên rồi ạ. Ai lấy thì comment là 85 kèm màu cho em nhá, 85k kèm màu. Mẫu này mặc lên nhìn rất là xinh, mọi người mặc với cả chân váy hay là cái gì cũng rất là đẹp. Chị Duyên Mỹ mà lấy thì cho em xin số điện thoại nhá. Cái này là chất thô nhá. Chất thô mềm rất là đẹp, nói chung cái này mặc lên rất là mát. Đây ạ, có hai màu. Mọi người ai lấy thì nhớ để lại cho em cả số điện thoại. Em sẽ qua mẫu cho mọi người nhá. 85k màu vàng, chốt cho chị Duyên Nguyễn này. 85k màu vàng em chốt chị Duyên Nguyễn nhá. À, chị Duyên My ơi, chị không chốt số điện thoại ở trên live thì em sẽ không chốt được cho chị đâu ạ. Đây, chỉ còn duy nhất một cái váy thôi. Em chào chị Hung Hắc. Hung Hắc đâu nhỉ? Đây nhá, còn duy nhất một cái váy màu đỏ này. Xong rồi sẽ qua len mỉ cho mọi người nhá. Một cái váy màu đỏ, đây là hàng Quảng Châu nhá. Váy này là hàng Quảng Châu, váy kiểu váy này gọi là váy gì nhỉ? Váy rớt vai. Váy rớt vai hàng Quảng Châu nhá. Mẫu này đang được sale còn 165.000. Hàng Quảng Châu nhá, cam kết chất đẹp luôn cho mọi người này. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Giá là 165.000. Cái mẫu này mọi người có thể mặc được hai kiểu. Mặc suông như thế này cũng được nhá. Mặc suông này, hoặc là mọi người thắt đai. Bởi vì cái này có đai thắt, mọi người thắt đai cũng được. Nói chung là mặc kiểu nào cũng rất là đẹp. Giá là 165.000 nhá. Ai lấy thì comment cho em là 165 kèm số điện thoại. Hiện tại là em đang live ở bên cơ sở Ao Sen nhá. Và không gộp đơn ở bên cơ sở Ngô Gia Khảm đâu ạ. Nhà em sẽ không gộp đơn hai cơ sở nhá. Mọi người mà lấy thì em sẽ ship riêng cho mọi người. Hàng hè nhà em cũng sắp hết rồi ạ. Em chào chị Nguyễn Hà nhá. Mọi người ơi, cái váy em đang mặc còn là 165.000 nhá. Sale là còn 165.000. Còn duy nhất một cái, ai lấy thì chốt cho em là 165 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho em là 165 nhá. Áo gấu trúc 110 chị ơi. Áo sơ mi caro hình con gấu trúc này. Còn một cái giá là 80.000 luôn nhá. 80.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 80 kèm số điện thoại. 80k kèm số điện thoại, có hình con gấu trúc theo đây rất là xinh nhá. Sơ mi caro này giá là 80k. 80k nhá. Mẫu này tầm dưới 55 cân đổ lại thôi ạ. Tầm dưới 55 cân đổ lại. Chị Bivo, ok ạ. Chị Bivo cho em số điện thoại nhá. Chị Bivo khách quen đi. Phải lấy để chốt.
80 em cho chị Bi Vo nhá. Chị Bi Vo để lại cho em xin số điện thoại với ạ. Có một cái áo sơ mi đỏ này, ok em chốt áo bầu trúc cho chị Bi Vo rồi nhá. Cái sơ mi đỏ này, sơ mi kẻ đỏ nhá, cái này là chất kiểu chất dạ ấy ạ. Nói chung là chất kiểu mùa thu, mặc mùa thu đông mặc là ok nhá. Cái này kiểu chất mùa thu đông, giá là 49.000. Còn áo sơ mi này, em sẽ like sơ mi, mấy mẫu sơ mi cho mọi người nhá. Sơ mi này có giá là 49.000 thôi ạ. Màu đỏ này cực kỳ đẹp luôn nhá. Giá 49k này. Ai lấy thì chốt cho em là 49 kèm số điện thoại. 49k đỏ kèm số điện thoại nhá. Cái này là chất kiểu chất dạ dạ ấy ạ. Chất kiểu dạ dạ, kiểu mặc mùa thu, mặc mùa thu đông nhá. Giá là 49.000 này. 49k nhá. 49k chốt cho chị Ngọc Hân không giấu. Chị Ngọc Hân không giấu nhá. Áo kẻ xanh tiếp này. Màu kẻ xanh này cũng giá là 49.000 luôn này. Màu kẻ xanh này giá 49.000 luôn nhá. Ai nói thì comment cho em là 49k xanh kèm số điện thoại. Cái này cũng chất kiểu mùa thu đông nhá. Chất kiểu chất dày dặn, mặc kiểu mùa thu đông. Giá là 49.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 49k kèm số điện thoại. Mẫu này chỉ tầm dưới 54 cân đổ lại thôi ạ. Mẫu này tầm 54 cân đổ lại nhá. Giá là 49.000. 49 chị Bi Vo hộp đơn luôn. Chị Bi Vo hộp đơn 49 này. Mẫu sơ mi hoa nhá. Sơ mi hoa. Sơ mi này là chất sơ mi kiểu chất chất mỏng mỏng, rất là mềm. Hoa này là kiểu hoa nổi nhá. Hoa sờ vào kiểu nổi nổi ạ. Giá là 80.000. Giá sale là 80k này. Màu ở ngoài đẹp hơn trong cam nhá. Màu ở ngoài nhìn hoa nổ rất là xinh đấy ạ. Giá là 80.000 nhá. Ở vạt đằng sau đây là kiểu vạt tôm nhá. Sơ mi vạt tôm giá là 80k. Em cho mọi người xem gần chất nhá. Đây ạ. Màu hoa rất là xinh này. Giá là 80.000 nhá. Ai lấy comment cho em là 80k kèm số điện thoại. 80k kèm số điện thoại. Chị Ngọc Hân 80 dồn này. Để em xem còn mẫu sơ mi nào em sẽ like nốt nữa, xong rồi sẽ chuyển qua nỉ với cả len. Một cái sơ mi, ok sơ mi này bị lỗi rồi. Có váy bò nhá. Váy sơ mi bò. Váy sơ mi bò này sale còn 90k này. Váy sơ mi bò này sale còn 90.000 nhá. Cái này là màu bò đậm. Màu bò đậm nhìn ở ngoài rất là đẹp đấy ạ. Giá là 90k này. Ở phần eo nhá, có chun co giãn. Thế nên là mọi người không sợ bị bụng to mà sợ bị chật đâu ạ. Giá là 90.000 nhá. Giá là 90k. Ai lấy thì chốt cho em là 90 kèm số điện thoại này. Cái này lên dáng rất là xinh nhá. Kiểu nó bo ở eo ấy ạ. Lên dáng rất là xinh, giá là 90k. Ai lấy thì comment cho em là 90 kèm số điện thoại. Ship tỉnh, nhà em ship tỉnh là tầm 30 đến 35k nhá. Còn ship nội thành Hà Nội là đồng giá 22.000. Đây ạ, giá là 90.000 nhá. Bây giờ em sẽ qua cho mọi người mẫu len với cả mẫu nỉ luôn này. Cái váy đang mặc còn ai lấy thì chốt nốt cho em đi ạ. Chỉ còn duy nhất một cái thôi. Giá là 165.000 nhá. Giá là 165.000 hàng Quảng Châu này. Cái này mặc lên cực kỳ xinh luôn ý ạ. Màu đỏ này mặc cũng rất là nổi. Giá là 165.000 nhá. Kèm đai này. Mọi người nếu mà không thích thắt đai thì bỏ ra mặc thành dáng suông cũng rất là đẹp. Giá là 165k.
Đây ạ, đằng sau đây nhá. Cái này lên giá rất là xinh, kiểu Hàn Quốc ấy ạ, rất là đẹp. Với cả đây còn là hàng Quảng Châu nữa, thế nên là chất thì cực kỳ đẹp luôn. Giá là 165.000 nhá. Ok, ok, ok mọi người. À, quần nhá. Quần như không ạ? Cái này em mét 6 mặc chưa đến gối. Gần gối. Em sẽ mặc nỉ cho mọi người. Em sẽ mặc len với nỉ cho mọi người nhá. Mọi người đợi em thay mẫu. Còn một cái set váy này nữa nhá. Em bán nốt set váy này này. No. Set váy này có giá là 175 chưa? Set váy nhá, set váy. Set váy này là hàng mới nhá, hàng mới giá là 175.000 một set này. Đây ạ. Kèm nó là một cái váy body ở bên trong với cả một cái áo phông ở bên ngoài nhá. Một cái áo phông ở bên ngoài giá là 175.000 một set. Đây nhá mọi người, mặc áo phông lên nhìn rất là xinh này. Ở phần tay có bo chun nhá, nhìn kiểu rất là xinh, giá là 175.000 một set. Đây ạ, mọi người có thể mặc lệch vai nhá, hoặc là mặc trễ vai. Hoặc là nếu mà ai không thích kiểu hở hở ấy ạ, thế thì mọi người có thể mặc thành cổ thuyền. Giá là 175.000 một set nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 175 kèm số điện thoại. Mẫu này ở bên trong là váy body, thế nên là chỉ tầm 53 cân, 54 cân đổ lại thôi ạ. Giá là 175k một set nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 175 kèm số điện thoại. Em sẽ qua mẫu áo cho mọi người này. Áo gió nhá, rất là xinh. Ôi chị ơi. Chị định. Em sẽ qua mẫu áo khoác cho mọi người nhá. Cái này khó cởi ấy nhỉ. Mọi người đợi em sẽ qua mẫu áo khoác cho mọi người nhá. Đây kiểu áo khoác bomber. Đã. Áo khoác bomber màu xanh rêu nhá. Áo khoác bomber màu xanh rêu này sẽ qua từng mẫu áo khoác áo len cho mọi người. Áo khoác bomber màu xanh rêu nhá. Ủa, cái này mặc lên ấm cực kỳ luôn nhá. Mặc bây giờ chỉ có toát mồ hôi thôi. Áo này có giá là 170.000. Áo khoác này có giá là 170.000 nhá. Em đang mặc tạm cái váy ở bên trong, thế là nhìn nó không lên được dáng. Áo này có giá là 170.000 này. Mọi người ai lấy thì comment cho em là 170 kèm số điện thoại nhá. Cái này là màu xanh rêu. Cái này là màu xanh rêu nhá, giá là 170.000 này. Nhìn cũng rất là xinh, mặc lấy rất là xinh. Giá là 170k nhá. Đó. 140 này. Em sẽ mặc mẫu nỉ lên cho mọi người nhá. Mẫu nỉ đỏ
này có giá là 140.000 này. Mọi người mặc với cả quần legging hoặc là chân váy á. Nhìn mình mặc thế này cho buồn cười không? Đây nhá, áo nỉ này có giá là 140k này. Chất nỉ cực kỳ đẹp luôn nhá. Có hình thêu đây, hình thêu kiểu lá bài. Hình thêu lá bài rất là xinh này. Giá là 140k nhá. 140k áo nỉ này. Ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. 140 kèm số điện thoại nhá. Mọi người mặc với cả chân váy hoặc là quần dài, quần bò, legging nhá. Nói chung là mặc kết hợp cái gì cũng đẹp luôn. Giá là 140.000. 140.000 nhá. Đó. Cái gì? Áo nỉ em đang mặc giá là 140.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. 140 kèm số điện thoại nhá. Kèm số điện thoại, có ai chốt mẫu này không ạ? 140.000 này. Màu đỏ ở ngoài đẹp hơn trong cam nhá. Màu đỏ ở ngoài đẹp hơn trong cam, giá là 140k. Mẫu này tầm dưới 58 cân đổ lại nhá. Dưới 58 cân đổ lại. Dưới 58 cân đổ lại nhá, giá là 140.000, có len nhá, tí nữa em sẽ like từng mẫu len cho mọi người. Giá là 140k này. Ai lấy mẫu này thì comment cho em là 140 kèm số điện thoại. 140 kèm số điện thoại nhá. Mọi người không thích sẽ qua mẫu khác. Em sẽ qua mẫu khác luôn. Áo này chưa có giá nữa. Áo nhung nhá, em sẽ qua mẫu áo nhung rất là dày dặn, chất cực kỳ dày dặn luôn. 140 chốt cho chị Lê Thu Hiền này. 140 chốt cho chị Lê Thu Hiền nhá. Em sẽ qua mẫu áo nhung này. Áo nhung này nhá. Áo nhung này chất cực kỳ dày dặn luôn nhá. Chất nhung cực kỳ đẹp. Mẫu này có giá là 201 nhá. 201. Nếu mà ai tầm mét năm mấy ấy, mặc có thể mặc thành váy nhá. Mét năm mấy có thể mặc thành váy đấy ạ. Chất nhung cực kỳ dày dặn luôn này. Chất nhung cực kỳ dày dặn luôn nhá. Có giá là 210.000. Mẫu này dưới 60 cân đổ lại nhá. Đây ở đằng sau có mũ này. Ở đằng sau có mũ nhá. Mặc cái này chỉ cần mặc một cái thôi, cực kỳ ấm luôn. Giá là 210.000. Ai lấy thì chốt cho em là 210 kèm số điện thoại nhá. Cái này là màu xanh than này. Màu xanh than pha này. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá, giá là 210.000. Ai lấy thì chốt cho em là 210 kèm số điện thoại. 210 kèm số điện thoại này. Chất cực kỳ dày dặn luôn nhá. Mẫu này mặc thành dấu quần rất là xinh đấy ạ. Mặc kiểu dấu quần hoặc là mặc với cả chân váy, quần dài các kiểu rất là xinh. Giá là 210.000. Em sẽ qua tiếp áo nỉ khác cho mọi người. Mọi người ai lấy thì chốt cho em là 210 kèm số điện thoại nhá. 210 kèm số điện thoại này. Đây ạ, đằng sau đây nhá. Giá là 210.000. Mặc cái nhung này một tí mà nóng cực. À, nhà em không gộp đơn đâu ạ. Không gộp đơn với giày được đâu nhá. Nếu mà chị lấy thì em sẽ ship riêng cho chị. Và em đang mặc là một set. Và em đang mặc nó là một set nhá. Một set bao gồm với cả một cái áo phông dài tay nữa ở bên ngoài. Áo nỉ hình con chim nhá. Áo nỉ hình con chim này, cái này kiểu tay lơ. Tay lơ nhá, giá là 140.000 này. Đây ạ, thêu hình con chim nhá, cực kỳ đẹp luôn này.
hình con chim thêu lấp lánh rất là đẹp nhá. Nhìn cực kỳ nổi luôn ý ạ. Giá là 100. Giá là 140.000. Váy kẻ này là một set nhá. Váy kẻ này là một set. Đây ạ. Bao gồm một cái áo phông ở bên ngoài nữa này. Một cái áo phông ở bên ngoài mọi người mặc mặc ra bên ngoài nhìn rất là xinh nhá. Check in 888 chị ơi. Ok ok. Áo cái váy đang mặc với cả cái áo này là một set, giá là 175k. Mọi người lấy thì mọi người lấy theo set nhá, bởi vì nhà em sẽ không bán tách set đâu ạ. Nó là cả một set nhá. Áo con chim bên đang mặc có giá là 140.000 này. 140.000 này. Hình lấp lánh rất là đẹp, nhìn rất là nổi luôn ạ. Giá là 140.000 nhá. Mẫu này tầm dưới 58 cân đổ lại. Xét Quảng Châu này sale luôn còn 160.000 cho ai lấy nhá. Tí nữa em sẽ mặc lại áo kết hợp xét cho mọi người. Đây là xét Quảng Châu chất cực kỳ đẹp này. Với cả kèm theo cả váy hai dây em đang mặc giá là 160.000 một set. Giá là 160.000 một set nhá. Áo em đang mặc có ai lấy không ạ? Giá là 140.000 này. Áo em đang mặc giá là 140.000 nhá, lên giá rất là xinh. Mọi người mặc với cả chân váy, quần dài các kiểu rất là đẹp. Giá là 160.000 nhá. 140.000 tay lỡ 140k. Chị ơi sao nói đơn em thứ ba nhận mà sáng giờ chưa ai gọi. Chị Phương Nguyên là đặt đơn ở bên kho đúng không ạ? Vâng ạ, váy bi này là xẻ một bên nhá. Xẻ một bên. Bởi vì nếu mà không xẻ thì sẽ không ngồi, không kiểu đi lại dễ đâu ạ. Bởi vì cái váy này là váy body. Ok, chị để em check kiểm tra đơn của chị nhá. Đây là em sẽ mặc lại set cho mọi người này. Đây nhá, váy 2 dây. Đây là váy 2 dây nhá, với cả một cái áo này là một set. Đây ạ, một set nó như thế này nhá, mặc lên sẽ lên dáng như thế này này. Ở tay nó có bo chu nhìn rất là yêu nhá. Với cả cái áo này mọi người có thể mặc được thành ba kiểu cổ luôn. Mọi người có thể mặc lệch vai hoặc là trễ vai này. Trễ vai nhá, nếu mà ai không thích hở thì mọi người có thể kéo lên mặc thành cổ thuyền. Nói chung là mặc kiểu nào cũng rất là xinh. Giá là 160k một set nhá. 160k một set này. Đây ạ, chất nói chung là chất cực kỳ đẹp luôn, bởi vì đây là hàng Quảng Châu, chất rất là đẹp nhá. Giá là 160.000. 160.000 cả một set. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. Áo gì hàng gì? Giá 160.000 nhá, có ai lấy set này không ạ? Quên, em như là 99 mà ở đây khác thì sao? Em sẽ qua mẫu áo khoác nhung cho mọi người này. Qua lên, ok, qua lên. Em sẽ mặc lên cho mọi người nhá. Mọi người đợi em một tí, em sẽ mặc từng mẫu một. Đây nha, em sẽ qua một mẫu len màu xanh rêu cực kỳ đẹp luôn. Áo khoác, đợi em một tí em sẽ mặc áo khoác vừa rồi nhá. Trời ơi, cái này à. Mọi người đợi em một tí em đang thử váy. Đây nhá, cái này là kiểu dáng giấu quần nhá. Dáng áo giấu quần. Nếu mà ai thấp tầm 1m6 đổ lại thì mặc sẽ thành váy nhá. Giá áo này là 140.000. Giá áo này là 140.000. Đây ạ, màu này cực kỳ tây luôn, màu kiểu rêu rất là xinh này. Chữ này, giá là 140.000 nhá. Cái này mặc thành giấu quần.
Mọi người ai mà thấp thấp thì mặc thành dàng váy nhá. Giá là 140k, chất len cực kỳ đẹp. Tí nữa em sẽ khoác áo khoác lại nhá. 140k chị Lê Thu Hiền dồn đơn này. Ok em dồn đơn chị Lê Thu Hiền này. Xong rồi em sẽ qua mẫu khác luôn nhá, chị để mọi người đỡ phải đợi. 55 cân thoải mái nhá, nhưng mà mẫu này hết mất rồi. Đây ạ, cho chị Lê Thu Hiền áo len này. Qua mẫu áo len họa tiết tiếp nhá. Mẫu áo len họa tiết kiểu thổ cẩm ý ạ. Đây nhá, đây áo len dáng ngắn đấy ạ. Áo len dáng ngắn nhá, mẫu này có giá là 140.000, mẫu này cũng có giá là 140.000 này. 140k nhá, họa tiết rất là xinh này đây ạ. Họa tiết cực kỳ đẹp luôn nhá, chất len cũng rất là dày dặn. Giá là 140.000. Mọi người ai lấy thì chốt cho em là 140 thổ cẩm đi ạ. 140 thổ cẩm kèm số điện thoại nhá. 140 thổ cẩm kèm số điện thoại. Mặc kiểu thụng thụng này rất là đẹp. Em đang mặc kiểu một cái váy bên trong này nhìn lên là không đẹp mấy. Mọi người về mọi người mặc với cả chân váy hay quần bò, quần dài các kiểu, quần legging các kiểu ạ, rất là đẹp nhá. Giá là 140.000. Ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. Mẫu này dưới 58 cân đổ lại mặc vừa nhá. 58 cân đổ lại ạ. Đây ạ, màu họa tiết cũng rất là đẹp này. Giá là 140k nhá. Ok, sẽ mặc áo khoác đen vừa rồi. Đằng sau đây nhá, ai lấy mẫu này thì chốt cho em là 140 họa tiết nhá, kèm số điện thoại. Xong rồi sẽ qua mẫu khác cho mọi người. Còn cái giống nhá, ok sẽ qua mẫu luôn này. Em khoác cái áo khoác nhung này cho chị nào vừa hỏi đã xem ạ nhá. Áo khoác nhung nhá, cái này áo đây nhá, mẫu áo khoác nhung bên đang mặc này, áo khoác nhung nhá, viền kẻ ở tay với cả ở đuôi áo, giá là 230k nhá. Giá áo nhung này là 230k, cái này là hàng loại đẹp nhá. Cái này là hàng loại đẹp của nhà em, hàng đã được tuyển chọn rất là đẹp. Giá là 230.000 nhá. Nhưng mà mẫu này chỉ tầm dưới 55 cân đổ lại thôi ạ. Mẫu này dưới 55 cân đổ lại nhá, cái này mặc rất xinh, xinh cực kỳ luôn đấy ạ. Rất là xinh nhá này. Giá là 230.000. 230.000 nhá. Chị Trang Lê mà lấy áo này thì căn mình để lại cho em số điện thoại. Cái này chất nhung cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Nói chung là nhà em cam kết chất đẹp luôn cho mọi người. Giá là 230.000 nhá. Ok ạ, chị cho em xin số điện thoại với ạ. Rất là đẹp luôn, ở bên trong nó lót hai lớp. Giá là 230k nhá chị. Chị lấy cam mừng cho em là 230 kèm số điện thoại đi ạ. 230 kèm số điện thoại nhá. Có một mẫu xanh rêu gần giống cái màu xanh lúc nãy. Mẫu xanh rêu gần giống cái màu xanh lúc nãy này cũng là 140k. Ok ạ, em chốt cho chị Trang Lê ạ. Có like đồ second hand là đồ gì ạ? Là đồ mày đấy. À đây, em đang like đồ đấy đấy ạ. Nhà em đồ len với cả đồ khoác, còn là hàng hai hand tuyển chọn thôi nhá. Đây ạ, cái này phải kéo lên. Mặc cái váy dài quá. Đây nhá, cái váy len màu xanh rêu này, màu xanh rêu pha kẻ nhá. Mẫu này cũng rời gần giống cái mẫu xanh lúc nãy, cũng có giá là 140k luôn. Cũng có giá 140k luôn nhá. Cái này là màu xanh rêu.
màu xanh rêu rất là đẹp ạ. 140.000 này. Mọi người ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. 140 kèm số điện thoại nhá. Em 1m6 là mặc có thể thành dáng váy rồi đấy ạ. Mặc thành dáng váy luôn nhá mọi người. Giá là 140.000. 140.000 này. Chất len kiểu mịn mịn rất là đẹp. Ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. 140 kèm số điện thoại nhá. Lên giá rất là xinh luôn. Màu này là màu xanh rêu nhá. Màu xanh rêu pha kẻ. Giá là 140.000 này. Ai lấy chốt cho em là 140 kèm số điện thoại đi ạ. Đằng sau đây nhá. 140.000 kèm số điện thoại này. Màu ở ngoài đẹp hơn trong cam rất là nhiều. Ok ạ, chị Tòng Thảo Nguyên dồn đơn này. Cực kỳ đẹp luôn ý. Em sẽ qua mẫu len khác nhá. Anh xin thế. Lên không được giá chứ, tầm bao nhiêu? À len 115-145 á. Áo len màu nâu tây rất là đẹp này. Áo len màu nâu tây cổ tim rất là đẹp luôn. Đây ạ, rất là đẹp luôn nhá. Áo này có giá là 135.000. Áo này có giá là 135.000 nhá đây ạ. Chất len cực kỳ đẹp luôn ý. Màu này nhìn ở ngoài rất là tây. Giá là 175.000. Form này tầm dưới 60 cân mặc vừa nhá. Đây là chất len co giãn dưới 60 cân mặc vừa. Giá là 135.000 ạ. Màu ở ngoài nhìn đẹp hơn trong cam nhá. Nhìn tây tây hơn trong cam. 135.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 135 kèm số điện thoại. Có à, áo dạ thì không có nhá. Có áo dạ. Có áo len nhá. Tí nữa em sẽ bán khoác len cho mọi người. Đây nhá, áo len màu nâu tây này có giá là 135.000 này. 135.000 nhá. Đây ạ, cổ tim rất là đẹp. 135.000. Ai lấy thì chốt cho em là 135 kèm số điện thoại. 135 kèm số điện thoại nhá. 135.000 kèm số điện thoại. Bên sen vẫn còn một ít váy mùa hè đấy ạ. Nhưng mà là bên December chỉ còn váy hàng hai hen thôi nhá. Hàng mới thì em đã hàng hè new em đã like sản hết rồi ạ. Áo măng tô là em sẽ qua mẫu luôn nhá. Mọi người có thích áo khoác không, em sẽ like mẫu áo khoác cho mọi người. Cái này nó trên tủ áo không? Em sẽ qua một mẫu áo khoác cardigan dáng ngắn này. Áo khoác cardigan dáng ngắn nhá, màu cam rất là đẹp. Ui, cái này mặc lên đẹp cực kỳ luôn, sang, rất là sang này. Rất là sang nhá, đây là chất len ép. Đây là chất len ép cực kỳ đẹp, giá là 170.000 này. Áo khoác len màu cam này có giá là 170.000. Mọi người có thể mix với cả váy hoặc là mặc với cả quần. Nói chung là mọi người cái này rất là dễ khoác. Giá là 170.000 nhá. Chất len ép cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Màu cam này rất là đẹp này. 170.000 nhá. Ok, xong rồi sẽ like váy len cho mọi người. Ai lấy áo khoác này các mình share là 170 kèm số điện thoại. Đằng sau đi nhá, cái này lên dáng cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Giá là 170.000 này. 170.000 kèm số điện thoại cho em. Váy len nhá. Em sẽ mặc cái này vào không được hả? Một cái váy len mà đuôi váy kiểu đuôi cá tua rua rất là đẹp này. Màu này mặc lên rất là xinh luôn. Tại
mình mặc một cái váy quá dài. Dạ. Đâu ạ? Đây nhá, em qua một mẫu váy len này. Váy len nhá, tại em đang mặc một cái váy dài bên trong này nên là nhìn nó hơi bị cộm một tí. Váy len nhá. Cái này là màu kiểu màu nâu nâu sáng. Màu nâu sáng nhá, chất cực kỳ co giãn luôn này. Chất len rất là đẹp nhá, ở dưới chân váy là kiểu đuôi cá tua rua bằng nhung nhá. Lớp này là lớp bằng nhung, có giá là 160.000 nhá. Mẫu len này có giá là 160.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. Lên dáng váy cực kỳ đẹp luôn, 160k nhá. Dưới 58 cân đổ lại. Cái đai cổ 3 phân nên cũng rất là ấm này. Giá là 160.000. Cái viền của nó rất là xinh luôn đấy ạ. Đây nhá, giá là 160k này. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. 160 kèm số điện thoại nhá. Có ai lấy váy này không ạ? Mọi người ai đang xem thì comment cho em biết đang xem đi. Không thấy ai comment cả. Ai đang xem thì comment cho em biết là đang xem đi ạ. Để em còn like các mẫu khác luôn cho mọi người. Chị Tòng Thảo Nguyên là lấy màu xanh đúng không? Hình lúc trước có ai chốt người khác không nhỉ? Ok, em đổi cho chị Tòng Thảo Nguyên sang mẫu này nhá. Thì chốt cho em này. Giá là 140k này. 140k nhá. Áo khoác ok, em sẽ mặc áo khoác luôn cho mọi người đây. Em sẽ qua kiểu xen kẽ cho mọi người nhá. Váy rồi lại áo, xong rồi lại áo rồi lại váy. Áo khoác là gì? Mấy mẫu áo khoác cho mọi người này. Áo khoác màu ghi nhá. Áo khoác màu ghi. Áo khoác cardigan màu ghi này. Áo khoác len này có giá là 170k này. 170k nhá. Mẫu này có khuy cài. Mẫu này mọi người cài khuy cũng rất là xinh này. Cài khuy nhá. Giá là 170.000. Màu xám này cực kỳ đẹp luôn. Giá là 170k. Cái này không, màu này mà không hề bị kén da nhá. 170.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 170 kèm số điện thoại. Mọi người có thể cài khuy hoặc là mọi người bỏ ra mặc khoác bình thường thôi cũng rất là đẹp nhá. Đây ạ. Giá là 170.000 này. Lên dáng cực kỳ đẹp luôn ý. Mọi người mặc cái gì ở bên trong mặc vào cũng đẹp. Giá là 170.000. Chất len này nhá. Chất len này. Ai lấy thì chốt cho em là 170 kèm số điện thoại. 170 kèm số điện thoại. Kèm số điện thoại nhá. Có ai thích mẫu này không ạ? Mọi người thích mẫu gì thì comment cho em đi, sẽ thử. Em sẽ like cho mọi người từng mẫu một. Ai thích mẫu gì thì comment cho em nhá. Mẫu này là 170k này, ai lấy thì chốt cho em. Cái này free size. Free size nhá, chị bao nhiêu cân ạ? Em 47 cân đây mà vẫn vừa. 47 cân mặc vẫn vừa nhá, bởi vì đây là chất len co giãn. Béo gầy, nói chung béo gầy đều mặc ok hết. Béo gầy đều mặc ok hết nhá. Size S, size S hay M cũng mặc vừa hết. Giá là 170.000 nhá. Chất len, nói chung chất len cực kỳ đẹp luôn. 170k.
kẻ này. Áo khoác kẻ màu kiểu màu màu nghệ nghệ. Màu kiểu màu nghệ nhá. Áo khoác này có giá là 140.000. Áo khoác cardigan nhá có giá là 140k đấy ạ. Chất len này. Em cho mọi người xem phần chất nhá. Chất len cực kỳ đẹp luôn. Giá là 140.000. Màu này mặc lên rất là tôn da. 140k nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho em là 140 kèm số điện thoại nhá. Lên dáng cực kỳ đẹp luôn này. Nói chung là mấy cái mẫu áo khoác ấy ạ. Đây là hàng toàn hàng free size nhá. Nhưng mà kiểu áo khoác này chất rất là co giãn. Thế nên là mọi người mặc size S hay là size M đều mặc ok hết nhá. Mà tầm dưới 60 cân đổ lại mặc vừa ạ. Dưới 60 cân đổ lại mặc vừa nhá. Giá áo này là 140.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. 140 kèm số điện thoại nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn. 140k. Em sẽ like tiếp áo len cho mọi người. Áo len dáng ngắn à. Em sẽ like áo len cho mọi người nhá. Áo len này. Áo len vặn thừng. Đây nhá, áo len vặn thừng màu xanh lá đậm nhá. Cái này là màu xanh lá đậm đấy ạ. Cổ 3 phân này. Cổ 3 phân nhá. Ở cái tay áo nó sắn sắn kiểu này lên rất là xinh này. Tay áo kiểu sắn sắn nhá. Ở bên này có cái tang chữ rất là đẹp. Giá là 130k. Giá áo len này 130k nhá. Kiểu vặn thừng đấy ạ. Kiểu vặn thừng như thế này nhá. Chất cực kỳ dày dặn luôn. 130.000. Mẫu này tầm dưới 55 cân đổ lại. Mẫu này 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Giá là 130.000. Ai lấy thì chốt cho em là 130 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho em là 130 kèm số điện thoại nhá. Chất len cực kỳ đẹp luôn này. Đó rất là đẹp. 130k. Ai lấy chốt cho em là 130 kèm số điện thoại. Một trăm ba mươi k kèm số điện thoại nhá.